Xin chào toàn thể quý khán giả thân mến đang theo dõi clip của DVH Audio nha. Trong chương trình ngày hôm nay thì DVH rất vui mừng lại được giới thiệu tới toàn thể quý khán giả thân mến những cái sản phẩm mới rất là đẹp trong chương trình ngày hôm nay. Một cái combo rất là gọn gàng, active luôn, rất là gọn gàng. Thì cấu hình sử dụng một cặp loa full 40 và một cặp sub đơn 50, full đơn và sub đơn luôn. Đó là loa active mà mình đang cắm bằng cái cọc sau kinh này. Cắm bằng cái cọc sau kinh như này rất là đẹp nhá. Đó, máy quay có thể quay cho khán giả xem. Khi mà loa cắm lên cọc như này thì loa nó đánh đúng vào tầm tai của mình rất là đẹp. Và đây quý vị có thể thấy đây. Loa active nên là không cần phải sử dụng cục đẩy gì cả. Mình cắm dây tín hiệu cắm thẳng, chỉ cần dây nguồn này và dây tín hiệu cắm từ vang xuống. Đây, quay xuống dưới. Một cái dây tín hiệu từ vang sang một ví loa thì mình đang cắm vào loa sub và từ loa sub cắm link lên loa full. Và cái điều nó rất là hay ở đây thì active ở trong này thì nó có cái bo DSP, tức là nó sẽ cắt sub và cắt full và delay sub, delay full và nắn equalizer ở trong cái loa này luôn quý vị nhá. Ở trong cái này là nó có cắt sub luôn. Đây này, máy quay lấy nét vào cho DVH nhá. Đây này, quý vị có thể nhìn thấy này. Đây, gần hơn nữa đi. Đây, quý vị có thể thấy này, sub này, hai cắt chúng ta có thể chỉnh được này. Đó, cắt từ 80 này, 100, 120 này, 150. Đó, khi mà mình cắt lên cao, quý vị có thể để ý là cái tiếng mic nó lọt sub nhiều hơn đúng không? Bình thường thì mình đang cắt tầm 100 là ok, chỉnh được cả pha, ghép các thứ luôn, delay này. Đó, delay được luôn nhá. Nói chung là có DSP này rất là tiện quý vị ạ, rất là tiện. Ok, đây quay qua về dàn máy. Cực kỳ gọn, nói chung là đi làm những cái show nho nhỏ, đi làm những cái show nho nhỏ hoặc là ở trong cái hội trường hoặc là đám cưới nhỏ nhỏ, tiệc tùng nhỏ nhỏ thì quý vị có thể mang cái bộ này đi. Dàn máy thì chả có gì cả, rất là đơn giản thôi, chỉ còn gồm có một cái micro và một cái vang số. Thì chúng ta có thể sử dụng vang số cũng được, vang cơ cũng được, hoặc là bàn mixer cũng được, không cần phải sử dụng cốt nữa. Tức là nó đã cắt cốt sẵn ở trong loa rồi, không cần phải sử dụng cốt nữa. Đây, máy quay đi vòng ra đằng sau cho khán giả xem. Rất là tiện, chúng ta chỉ cần cắm mỗi hai cái dây tín hiệu thôi. Đây, từ vang ra này mình cắm bằng một sợi dây vàng và một sợi dây đen cho quý vị dễ phân biệt này. Từ vang ra nhé, chỉ cần hai sợi dây tín hiệu thôi và ra thẳng hai ví loa. Đây là ra loa ví phải và bên này là ra loa ví trái. Là ra loa, tự nó cắt cốt ở trong loa hết rồi. Tự nó cắt cốt ở trong loa hết rồi quý vị nhá. Chúng ta không cần phải cắt cốt gì nữa. Nói chung là sau khi mà đã setup ok là cứ vậy là làm thôi. Rất là đẹp. Đó, cái chất lượng sơn. Đây, máy quay có thể sang bên này. Đây quý vị ơi, quý vị có thể nhìn thấy cái chất lượng sơn, nhìn cái chất lượng sơn của nó đây. Nói chung là hàng nhập nguyên đai nguyên kiện luôn, sau kinh là một thương hiệu sản xuất âm thanh lớn ở bên Trung Quốc. Nhìn cái chất lượng sơn nó rất là đẹp luôn, và các cái phụ kiện ốc nhái này, ốc của nó làm nét căng luôn quý vị nhá, rất là đẹp. Và đây chân chống loa cũng là của sau kinh luôn. Cái hãng sau kinh này là một cái hãng nó sản xuất rất là nhiều thứ ở trên đời, nó sản xuất các cái thiết bị âm thanh và cả các cái phụ kiện âm thanh nhá. Cái chân sau kinh thì chắc chắn quý vị xem clip DVH này không lạ lẫm gì nữa rồi. Cái này thì bán quá nhiều rồi, rất là nhiều nhá. Loa full và loa sub cắm cọc lên nhau này, thẳng tắp luôn, rất là đẹp. Và cái combo như này thì nó sẽ sử dụng tốt cho những cái không gian nó khoảng ở 100 m2 đến hơn 100 m2 một chút. Đó là không gian ở ngoài trời. Còn nếu mà quý vị sử dụng cho những cái không gian hội trường ở trong nhà thì mình nghĩ là 200 m, hội trường tầm 200 m đánh là ok luôn. Và với cái công suất của loa full, đây máy quay lại gần đây một chút nữa. Với cái công suất của loa full là một chiếc loa full như này thì nó sử dụng cái bo active, là nó gọi là dual âm ly, tức là nó sẽ sử dụng hai cái mạch khuếch đại luôn. Thì công suất liên tục thì nó là 350W cộng 50W. Quý vị biết tại sao lại có hai con số? Bình thường cái loa full bình thường ấy, cái loa full loa passive bình thường ấy thì nó chỉ ghi là 500W hoặc 700W, 800, 1000 gì đó. Nhưng mà cái loa active nó lại ghi hai cái số như này, quý vị biết tại sao? Tức là nó sử dụng hai cái mạch khuếch đại, một mạch khuếch đại 350W cho củ loa bass và một mạch khuếch đại 50W cho củ loa tép. Và cái điều rất là hay ở đây đó chính là cái mạch khuếch đại này thì nó rất là vừa miếng với cả cái củ loa, và nó sẽ có com ở trên cái bo active, và gần như là chúng ta đánh thoải mái, sẽ không chết loa, không sợ chết loa như là các cái loa mà công suất rời. Ví dụ như là các cái loa hàng ngày mình hay bán là loa rời và đẩy rời ấy, thì là do là cục đẩy công suất khỏe hơn loa, thì khi mà chúng ta oánh căng lên thì sẽ chết loa. Nhưng mà đối với những cái loa active như này thì nó sẽ có com ở trên cái vỉ đấy rồi, gần như là không bao giờ lo chết bát chết tép. Đó là một cái điều rất là hay. Hai mạch công suất riêng biệt nhé, tức là tổng công suất là 400W cho một chiếc loa full và 600W cho một chiếc loa sub. Sub này là 600W một chiếc, thì sẽ sử dụng tốt cho những cái không gian khoảng độ 100 m2, hơn 100 m2 ngoài trời. Còn nếu mà hội trường thì tầm nó 200 m là ok luôn quý vị nhá. Đó, rất là đẹp, rất là ngon. Loa này
sau khi xếp lên nó vừa đúng cái tầm tay của mình, rất ok. Rồi không để quý vị khán giả thương mến phải chờ đợi lâu thì TVA sẽ test qua một chút nhạc và lát nữa sẽ test một chút karaoke. Và thêm nữa, lát nữa thì mình sẽ lắp một chiếc mixer đây bên này để TVA đã chuẩn bị sẵn rồi. Lát nữa thì mình sẽ lắp cái chiếc mixer của TV Acoustic này vào để test cho quý vị. Tức là nó rất là linh hoạt, các có thể sử dụng mixer cũng được, dùng vang cũng được, tùy thế nào cũng được, rất là ok nhé. Rồi ok, bây giờ sẽ test nhạc rồi nào. Có thích mong lời trêu, chẳng biết đâu thật tâm là ngọt ngào hay lừa dối. Đến bây giờ sau cơn mê, em mới thấu ra trong tim anh lâu nay chỉ toàn dối gian. Đêm nay bật khóc, biết chắc điều người sai lầm, đánh mất đi bản thân vì nhiều điều anh từng nói. Hãy giả vờ quên tên em để em thứ tha cho bản thân vội vàng, cho trái tim em nơi đây. Công suất class D quý vị nha, cả súp và cả full vậy. Cái tiếng súp nó đánh ra khá là gọn luôn. Tức là cái công suất thì nó không cao nhưng mà đang xét đến cái chất âm của nó, cái lực bass nó đập ra rất là dứt khoát. Đó, mời quý vị cùng đeo tai nghe và cùng cảm nhận thì mới có thể cảm nhận rõ rệt được hơn. Thì nghe qua loa điện thoại thì sẽ không ăn thua đâu. Cái bo công suất dành cho loa súp nó là kiểu bo class D ấy, quý vị. Cái tiếng súp nó đánh ra nó rất là gọn. Tức là cái công suất trên mỗi một quả loa súp thì nó không lớn đâu. Công suất nó rất là bình thường thôi, nhưng mình ý mình nói đến là cái khả năng đáp ứng của nó ấy. Cái chất của nó, cái chất nó đánh ra nó rất là gọn, rất là phê. Đó, nói chung là hàng hãng bao giờ cũng vậy. Ba tép đánh ra rất là rõ ràng và nó hài hòa, nó không kiểu chát chúa quý vị nhé. Những cái loa như này thì cái đáp tuyến của nó khá là đẹp. Tức là cái tiếng tép nó ra nó cũng mịn và nó nhẹ nhàng, nó không kiểu nó chói nó rát gì cả. Và chung cũng vậy, chung nó cũng rất là êm ái. Và cái giải súp cũng vậy, giải súp nó thả ra nó cũng rất là bình thường thôi, chứ nó không phải là cái súp nó quá gắt hay là nó quá ghê gớm gì cả. Nhưng mà cái tiếng súp nó thả, cái tiếng nào nó ra tiếng đó và nó rất là dứt luôn. Đó, active, đó chính là cái điểm hay của những cái loa active, rất là lợi quý vị. Ok, test một chút về cái tiếng mic nhá. Ok, trên tay DBH là cây micro DB Acoustic mã DB 550 Plus kết hợp với cả vang DB S690 Pro. Đó, dàn máy chỉ gồm có hai cái thiết bị thôi, rất là gọn gàng, rất là nhỏ gọn, nhẹ nhàng và mặt nhôm đen khá là đẹp. Ok, thì cái tiếng micro nó như này rồi, nói chung là cái tiếng mic nó cũng khá là dịu dàng và êm ái thôi, rất là dễ nghe. Những cái loa hãng và đáp tuyến nó khá là tốt. Ok, DBH sẽ tăng cái effect lên để quý vị cùng nghe qua cái tiếng effect nhé. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đó, tiếng nhảy. Ok, giảm bớt đi.
Quý vị có thể nghe cái tiếng nhại trên cái vang DBS 690 này thì khá là ok. Nói chung là đây là một cái dòng vang bên mình bán cực kỳ nhiều rồi. Cái vang DBS 690 này tiếng nó ra rất là ngon quý vị nhá, tiếng rất là ngon luôn và khá là dễ sử dụng, tôi chỉnh rất là dễ và mang trong mình một con chip xử lý nó rất là mạnh luôn. DSP 21571 là một cái con chip xử lý khá là đắt tiền và mạnh nhất bây giờ luôn, rất là mạnh nên là cái tiếng effect của nó xử lý ra rất là mượt mà, êm ái nhẹ nhàng quý vị. Đó, rất là ngon và cực kỳ dễ hát, tiếng rất là nhẹ nhàng thôi. Ok, ngay sau đây thì DVH sẽ chuyển sang mình sẽ cắm sang cái mixer, mình sẽ test sang đây để quý vị cùng nghe cái tiếng bằng vang này cũng được này. Tức là với cái combo như này, quý vị có thể sử dụng vang cũng được, vang cơ, vang số cũng được, đại loại vậy. Và sử dụng mixer cũng được, thì mình sẽ cắm mixer sang và test cho quý vị xem nhá. Ok, DVH thì đã kết nối cái chiếc bàn mixer này vào cái combo loa Active sau kinh rồi. Thì đối với các cái chương trình mà sử dụng nhiều mic thì bắt buộc là quý vị phải sử dụng bàn mixer nhé. Hôm nay mình đang sử dụng là DB Acoustic MXF12. Đây mình sẽ lên cái effect. Alo 1 2 3 4 5 6 6. Do là mình đang đứng gần loa quá, máy quay có thể lùi ra một chút. Tại vì khi mà mình đứng gần loa quá thì ở đây kiểu cái loa tép ở trên nó chưa phủ được đến đây ấy. Ở đây thì mình sẽ nghe bass nhiều nên là nghe nó hơi nặng bass. Thì mình phải lùi ra một tí để mình vào cái vùng mà cái loa nó phủ tốt ấy, thì nghe sẽ ok hơn. Đây, lên effect như này. Alo, 1, 2, 3. Mình sẽ chỉnh cho cái tiếng reverb nó, đuôi nó sẽ dài ra thêm một chút quý vị nhé. Lô 1 2 2 2 3 4 5 6. Đó, mình vừa chỉnh cho cái tiếng reverb nó dài ra thêm một chút xíu nữa. Nói chung là đối với các cái chương trình mà quý vị đi làm nó mang cái tính chất nó chuyên nghiệp ấy thì chúng ta phải sử dụng bàn mixer. Tại vì cái tiếng effect ở trên bàn mixer nó sẽ khác với cả cái tiếng effect ở trên vang quý vị nhé. Ở trên vang thì nó sẽ thiên về kiểu như là mình hát karaoke là chủ yếu, còn ở bàn mixer thì tiếng nó sẽ thật hơn, Và nếu mà những người mà không biết hát thì người ta sẽ thích hát ở vang hơn. Nhiều người lại bảo là hát mixer này không hay. Thực sự là những người đấy mình đánh giá là không biết hát, thực sự luôn. Để nói này hơi động chạm tới quý khán giả một chút xíu, nhưng mà nếu mà ai mà bảo là hát bàn mixer mà nó tiếng nó không hay ấy, thì có thể là do phần lớn là do người ta biết hát và phần nhỏ còn lại là do cái người vận hành người ta chưa chỉnh được cái tiếng effect nó khéo. Còn đâu quý vị cứ đi xem các cái chương trình chuyên nghiệp ấy, các chương trình âm thanh ánh sáng chuyên nghiệp ngoài trời ấy, nếu mà cho rằng là hát vang nó hay hơn ấy, thì không ai người ta mua cái bàn mixer đến cả trăm triệu vài trăm triệu người ta đi làm cái chương trình đấy làm gì. Người ta cứ dùng vang mà người ta đi làm chương trình vừa rẻ vừa gọn quý vị ạ. Đó là để lý giải, đó là phản bác cho những cái tư tưởng mà bảo là vang hát hay hơn. Vang thì nó sẽ hay cho tùy từng đối tượng quý vị nhé. Với những đối tượng mà chỉ hát karaoke trong những không gian nhỏ và hát nghiệp dư thì người ta sẽ sử dụng vang. Còn đối với những cái sân khấu mà chuyên nghiệp thì bắt buộc người ta phải sử dụng bàn mixer. Nhưng không ai mang cái vang vài triệu ra làm cho những cái chương trình 500-700 người hay cả ngàn người nghe cả. Cái điều đó rất là vô lý. Đó là để phản bác cho một số anh em comment lên trên kênh là hát vang hay hơn. Hay thì chỉ hay ở nhà các bác thôi, chứ các bác không thể nào mang ra cái sân trường hay là mang ra cái sân nhà văn hóa oánh những cái chương trình 500-700 người cả ngàn người nghe được mà mang cái vang ra mà cắm vào, không có quý vị nhá. Đó, ok. Thì chung kết lại rằng là cái combo này thì nó rất là linh hoạt. Quý vị vừa có thể sử dụng vang cho những cái không gian nhỏ, ví dụ như là làm ở trong các hội trường nhỏ, hoặc là làm karaoke lưu động này. Anh em ở trong miền Nam hoặc miền Trung hay gọi là đi show kẹo kéo. Quý vị đi show kẹo kéo cũng có thể sử dụng cái combo này, đi show kẹo kéo rất là ok. Hoặc là các quán cà phê, các quán bia làm để cho khách hát ở trong quán cũng rất là ok. Phục vụ các không gian kín thì khá là mạnh rồi. Còn nó phục vụ những không gian ngoài trời thì cái diện tích thì nó sẽ thu hẹp lại. Tại vì cái công suất loa nó có hạn rồi. Ở những không gian kín thì nó sẽ không tốn nhiều công suất. Thì quý vị có thể sử dụng cho không gian khoảng 200m² kín chẳng hạn. Nhưng mà ra cái không gian rộng thì mình nghĩ chỉ tầm 100 hoặc 100 vài chục mét vuông đổ lại thôi. Là ra những không gian thoáng nó sẽ tốn nhiều công suất hơn quý vị nhé. Và rất là linh hoạt. Vừa có thể sử dụng vang và vừa có thể sử dụng mixer. Nói chung là tùy quý vị thích ghép cái gì vào thì ghép và không cần phải cắt cốt gì cả. Ở trong loa Active luôn nó đã có sẵn vo DSP cắt cốt cho loa sub và loa full rất là ok rồi, không cần phải thêm đến gì cả. Thì quý vị chỉ cần cắm vang hoặc là cắm mixer chúng ta chỉnh ở trên này là xong. Ở trong loa nó có sẵn các cái preset để cho sub và cho full sẵn rồi, chỉ cần cắm dây tín hiệu là có thể sử dụng luôn, rất là ok. Test lại cái tiếng effect ở trên các bàn mixer này nhá. Sờ sờ 1 2 2 3 4 5 6. Sờ 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 1 2 2. Đó,
cái tiếng effect nó khác, cái tiếng effect nó khác ở trên vang rất là nhiều quý vị nhé. Ok thì DBS sẽ báo giá luôn là với cái combo như này mà quý vị mà sử dụng cái vang DBS 690 này, mày quay có thể lại gần một chút, cái vang này thì rất là đẹp này, rất là đẹp. Con vang này thì bên mình bán cực kỳ nhiều. Nói chung là trong cái làng karaoke thì con này nó là một cái đối thủ đáng gờm luôn của các cái thương hiệu khác. Vang này sử dụng chip 21571 rất là ngon quý vị nhé, chip Mỹ rất là ngon. Và khi mà với cái cấu hình này sử dụng vang thì sẽ có mức giá là khoảng 50 triệu đồng, còn với cái cấu hình này mà sử dụng mixer thì thêm khoảng hơn 3 triệu nữa. Tại vì do con vang này thì bên mình đang bán với mức giá 5,2 triệu, còn nó mixer nó 8,5 triệu thì nó sẽ chênh lệch nhau khoảng độ 3,3 triệu thì sẽ khoảng là 53,3 triệu quý vị nhé. Đó là khi mà lấy cấu hình mixer, còn lấy cấu hình vang thì sẽ là 50 triệu. Full combo như này luôn, hai quả loa full active, hai quả loa sub active và hai cái cọc sau kinh, hai cọc sau kinh. Như vậy là quý vị có thể đi làm luôn, và một bộ micro DB550 Plus. Đó, rất là ngon, rất là đẹp. Nói chung là sẵn về chỉ cần cắm dây tín hiệu, cắm điện nguồn là có thể vận hành được luôn. Rất là dễ quý vị nhé. Ok, thì clip này DVS xin phép dừng lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả thân mến trong những chương trình lần sau. Quý khán giả quan tâm thì vui lòng qua trực tiếp cửa hàng của DVH để nghe thử và test thử trải nghiệm cái chất âm của bộ dàn này nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.